Bây giờ là 2 giờ sáng nha anh em. Đây mình chụp quay cái điện thoại của mình nè. 1 giờ 54 phút ngày 6 tháng 10 và ngày 10 tháng 6 của thứ 6 ngày 10 tháng 7. Đây. Và quay xong nha. Đây kéo đây luôn. Bye bye. 2 giờ sáng nha. 2 giờ sáng anh em ơi. Mọi người mới làm xong giác lưới cho nên là làm xong chéo nhẹ nhẹ. Thì ở biển này anh em làm xong mà đói lúc nào ăn lúc nấy thôi. Cho nó không có quy định giống như đau bao tử rồi, giống như là khoa học nói là trai giờ giấc rồi anh em. Đó, anh em chen húp dùng lia luôn. Nam đang báo múc á. Này là anh em nấu ăn xôn cháo, hai con cá thun ừ. Đây thịt cá thun ừ chấm muối ớt. Đi bài luôn, có tôm muối ớt nè. Lấy tay ông tôi quay tôm muối ớt chút này anh em. Đó, cấu muối ớt anh em. Cái hộp cá bàn ho diễn y bài luôn. Chanh mua ớt chanh. Quá đời gấp ké. Ké được một kéo. Còn chiều này xong 2 giờ sáng. Còn anh em diễn ấy anh em. Anh em có lời gì muốn nói với khán giả không? Anh em lên nút. Anh em chỉ biết vừa hả? Ngậm người rồi anh em trưa giờ ăn bánh tráng không có được cho nên là giờ muốn chéo là muốn đặt ruột của anh luôn á. Chéo hành quá y bài. Đây anh em, riêng cái phần của mình là bình thường là mình ra ngồi ăn nhưng mà bữa nay ghe đang chạy dò mới đánh xong giác lưới nên giờ tiếp tục chạy dò ké anh em. Cho nên là nếu mà ngừng lại á thì ghe đang chạy tốc độ là 7 lý. Nhưng mà nếu giờ mình ngừng lại là mình ăn khoảng 15 phút thì mình cách xe ghe khoảng 1 lý rưỡi. 1 lý rưỡi là chạy chạy tốc độ keo cỡ nào cũng không có lại bên ghe lưới nha anh em. Bởi vì họ đang đi keo ghe. Xin mời anh em nha. Đó, còn mình cho kéo nè. Xíu muối. 2 cái ké. Giờ lái rồi ăn luôn. Lái ở phía trước nè anh em. Đây. Lái phía trước đây. Có cái đèn, bật cái đèn định vị lê bàn lên nha anh em xem. Đây lái ở phía trước. Cái lưới đang chạy ở cái đốm đèn trắng trắng ở đằng trước kia. Đây bỏ ké với chéo mình qua bên hông ăn cho nó khỏi đổ. Dòm dòm qua một bên ăn. Quay trẹo người lại ăn luôn anh em. Biển này nó vậy á. Rớt đũa. Rồi xin chào tạm biệt anh em nha. Anh em nào còn thức cái chen 2 giờ sáng thì mình xin mời anh em một bữa ăn sáng vào một cái ngày, một cái khoảnh khắc đầu giờ trong ngày. Giờ ăn bánh ngủ nước lạnh. À, sau khi mà anh em ăn xong cái nầu chéo rồi là bây giờ là 2 giờ rưỡi 3 giờ kém là anh em chuyển về tiệc ngọt. Ngọt rồi. Đây là tiệc chương trình. Đây là sau khi ăn chéo xong mình ăn nưa, ăn bánh ngọt, uống nước chè. Mình giải giải sâu đi được kia bánh nói chuyện từ anh em như tết 4 năm anh em đây là cái hiệu bánh in, hiệu bánh in cao cấp đặc biệt tạp hóa chị Điệp Phú Lạc đã ta hân hạnh tài trợ chương trình này.
Để anh em ăn đang ăn bánh gì rồi anh em? Bánh tin. Sẽ ăn ăn bánh gì thôi. Tí ăn bánh gì anh Tí? Bánh tay heo. Bánh tay heo nè. Có bánh tay heo nãy giờ Lục có. Bánh tay heo. Bánh đồng tiền. Bánh tiền mình ăn bắp ấy. Bánh tay heo thì không. Đó. Không quá không mày. Bánh bữa đi biển á. Bánh tay heo nó ăn có giòn giòn đi mà nó có cho thật dầu chiên vô. Nó văng vô. Hôm bữa đi biển cũng cũng mở biển anh em. Bắt đầu nó còn cái bịch bánh ngọt mà anh em em kia xem lấy. Lấy ra tâm sự chơi vui. Đồng tiền nó kém hơn rồi tay heo mà chơi. Ấy là anh em nói với anh Tí á là bánh này là bánh tay heo à? Bánh tiêu. Tí bánh đồng tiêu mà tay heo. Tay nói là bánh đồng tiêu cái chữ đồng tiêu nó. À, anh Tí nói đây là bánh tay heo, anh em là nói là bánh đây là bánh đồng tiền. Bánh đây là bánh đồng tiền đúng rồi không? Nói cho anh xem vậy. Ê, ông nói tay heo mà. Tay heo mà sen nó lại. Tay heo mà đòi sen hơn đồng tiền. Tay heo nó ngon. Nó mình nó cánh nó. Gì mà. Anh Tí là nói là kêu nó tay heo nó sen hơn. Anh Nam là nói kêu đồng tiền cho nó sen. Bánh đồng tiền nó phải sen hơn bánh tay heo. Giờ ông nào cãi cỡ nào đây ông cãi lại bằng được. Chung là đi trên biển á là có làm và có ăn và chơi. Nhiều bạn không biết nói là ra biển là vất vả trên đơn sóng gió này nọ, nhưng tôi thấy các bạn nếu mà có một lần đi trải nghiệm nha, trải nghiệm tour cùng các bạn không bao giờ mà bố về không mà quên được cái cảnh biển đâu. Nhiều khi nó đầm ấm mình vui vẻ lắm. Đây anh em bố này mà anh em đi trên ghe lúc rảnh này nói chung là anh em sinh hoạt nói chuyện thân mật với nhau. Đa phần thì ra tới biển rồi thì những cái ngày tháng mà anh em mà sống cùng nhau nó còn nhiều hơn những cái ngày tháng ở nhà nữa. Nên là cái tình cảm mà trên biển thiêng liêng lắm. Nhưng mà nhiều khi cũng có nhiều thằng đó cũng không có thiêng liêng gì lắm. Nhưng mà mấy thằng đó thì nhiều khi nó cũng điên điên rồi. Mấy thằng đó thì không có nhắc tới ở đây. Thì ở đây có những người này, những người sống với tình cảm cho nên mình nói về cái khía cạnh tình cảm. Mật à? Mật ở đâu? Mật trên ghe là chỉ có mình năm covid đã hút thuốc, còn mấy anh em còn lại không ai hút thuốc hết. Năm nay năm là chết điếu vậy. Ông là tổng hợp ông là năm 53 54 tuổi anh em. 54 à. À cũng tiếc tiếc lộ tim một cái thông tin tự bạch cho một số anh em thắc mắc là anh Nam năm nay 54 tuổi á. Đang hẹn hò hay sao? Có người yêu chưa? gần có, chưa có. Anh Nam đang hẹn hò với một chị 42 tuổi. Không biết thì sao nhưng mà chị có 5-6 bữa nữa chị sẽ lao rồi cho biết chị có yêu hay không. Hứa vừa năm là năm sau bữa nữa là trẻ lo thì nhắn năm vậy còn quái quỷ lắm nha anh nha. Đây nè bạn mình xem ở trên kênh là có 22% khán giả là nữ thì quý anh chị bạn nào là nữ thì đây mình có thành viên rất là đẹp trai và sáng giá luôn non à. Hon rực rỡ thấy okay. Dùm lại nghe càng cổ anh hon hon rực rỡ thấy rực rỡ. Nói chung là đi biển á mà đỡ trang trải với một cái sự rực rỡ là nó khó lắm bởi vì cái đồng thu nhập vô biển nó về nhà là đâu nó vào đó hết. Bao nhiêu cái miệng ăn ở nhà là chờ chồng mang tiền gì à, nhưng mà hon làm có dư dả lắm. Hôn làm rất là biết là phân bổ cái đồng tiền.
À, anh Tý có cái điều gì để nói với khán giả và ban tổ chức cuộc chơi không anh Tý? Anh Tý suy nghĩ ái tóc chưa bẹt tóc mà rụng tóc á. Bẹt tóc. Nhìn mặt anh Tý vô camera ngầu quải luôn. Tý xe hồi xưa ổng đi con đường tội lỗi rồi nhìn đâu khô. Ở đây thì anh em trên ghe tâm sự thân mật, nói chuyện thân thiết bình thường, rồi mình cũng quay lại cho anh em xem chứ không phải những cái người làm YouTuber họ diễn này diễn kia rồi nó không có thoải mái. Ở đây anh em sinh hoạt cuộc sống hàng ngày hàng sao mình quay lại cho mọi người khán giả anh chị em mình xem. Rồi bây giờ thì kênh YouTube thì cũng có nhiều anh chị hưởng ứng quý mến, nên đáp lại tình cảm của anh chị thì mình quay nhiều hơn, thức quay chỉnh sửa video đăng cho anh chị xem chơi. Chu chè ăn nãy giờ quên mời khán giả ăn bắp bây giờ thiếu sót vậy không? Mấy món bình dân đi, tạp quế gần nhà có. Quý anh chị ra ngồi mua ăn được. Quý vị gần xe, tiện đường tới tạp quế chị Điệp tại chợ thôn Phú Lạc. Tất cả hàng bánh ngọt, cúng giấy. Anh chị nào mà khán giả ở Phú Lạc á thì tới gian hàng kiosk số 1 chợ Phú Lạc tạp quế chị Điệp á, liên hệ để mua bánh kẹo, các cái nhu yếu phẩm mà để đi biển á, hàng khô rồi á. Rồi xin chào tạm biệt quý anh chị em nha. Bây giờ cũng gần 4 giờ sáng rồi, anh em ăn nói chuyện tâm sự uống nước chè cho ngủ nghỉ sáng mai 8-9 giờ sáng dậy dẫn chuyện quay video tiếp. Hả tìm bố về. Bữa nào mình sẽ có một cái chương trình mà khoét tiền YouTube cho anh em nữa. Bữa nào quay clip cho anh em xem chơi. Anh em chuẩn bị đấu nhận nha.